Hello, xin chào cô chú chị, các bạn quay trở lại kênh của Thành Lê nha. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2022 tại thành phố Houston của tôi, băng thất xinh đẹp. Nhiệt độ bây giờ rất là ấm áp ở mức 70 độ. Và hôm nay, thông cảm cho cái nhan sắc của mình, như mọi người đã biết rồi đó, hiện giờ mình chưa tắm và cũng chưa cạo râu luôn. Nhưng mà ngày mai vào ngày Thanksgiving mình sẽ coi như tắm rửa cạo râu tới đó. Mọi người sẽ thấy là một em Thành Lê tóc tai chỉnh tề, chứ không phải nhan sắc mà khá là bựa như bây giờ. Nhưng mà cái đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào một chủ đề nóng bỏng khác hiện giờ. Đó là chiến sự bên Ukraine. Bữa nay bước qua ngày thứ 273, nhưng mọi người đã biết rồi đó, 273 ngày qua thì cuộc chiến ngày càng ác liệt. Và hôm nay lính Ukraine đã sơ đã tiêu diệt được 480 mấy ngàn lính Nga, nâng tổng số lính Nga bị tử trận ở Ukraine lên có mức 85.000 quân. Wow, hơn 85.000 thằng. Wow, tốt nhất là nó lên càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên là gì, có 230 mấy ngàn thằng lính Nga bị thương, nâng tổng số mà thương vong của lính Nga ở Ukraine vào khoảng cỡ 300 mấy ngàn quân. Wow, số đẹp. Vậy như mọi người đã biết rồi đó, thì hôm nay gấu Nga, mấy cái thằng lũ đạn khủng bố Nga đó, nó đã chơi cái trò mà dơ bẩn bỉ ổi nhất thế giới. Đó là nó vừa khủng bố mà dơ, chơi cái trò mà bỉ ẩn nhất thế giới, nó là gì? Đó là nó tấn công vào coi như bệnh viện. Nga trước tiên nói gì, hôm nay tụi Nga nó tiếp tục nó chơi cái trò khủng bố. Người dân Ukraine nó bắn đâu cỡ 70 cái tên lửa vào các thành phố của Ukraine, trong số đó đã 50 mấy cái tên lửa bị hệ thống phòng không của Ukraine đánh chặn. Nhưng mà dĩ nhiên vẫn còn rất tiếc là mười mấy cái tên lửa nó đã coi như nó đã rơi khắp nơi, trong đó nó rơi trúng cái nhà bảo xanh làm chết một đứa trẻ sơ sinh. Thì như mọi người đã biết rồi đó, wow, khi mà nói tới cái chuyện mà lính Nga thương vong ở Ukraine đó, như mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi đó, chúng ta không có cần phải tội nghiệp hay là thương cảm hay là thấy tội gì cho tụi Nga hết á. Tụi nó chết càng nhiều càng tốt, mọi người cũng biết rồi đó, tụi nó là khủng bố, tụi nó là phát xít, tụi nó tấn công dân thường không, mọi người thấy không, tụi nó là quân khát máu. Dĩ nhiên là cái gì, có một số ý kiến cho rằng là cái gì nè, không phải người dân Nga nào cũng ủng hộ Putin, cái đó không quan trọng. Quan trọng thì tụi nó đi lính, tức là tụi nó là coi như là chiến đấu gì Putin, chiến đấu gì nước Nga, đúng chưa? Ok, tức là tụi nó là coi như phải lên dĩa, đúng không? Và mọi người nên nhớ là gì, người dân Nga 140 mấy triệu người dân Nga thì hết 80-90% là ủng hộ Putin, ủng hộ Nga nó đi bành trướng, ủng hộ Nga nó xâm lược Ukraine. Cái số nhỏ nhỏ còn lại là coi như là cho biểu tình mà chống chiến tranh đi, không? Và cái quan trọng là lúc mà họ biểu tình là tại vì khi mà đó là tụi Nga nó bắt quân, nó bắt đi nghĩa vụ, nó bắt họ mấy người thanh niên Nga qua bên Ukraine để mà chịu chết, họ mới đi biểu tình. Chứ không phải biểu tình chống chiến tranh, biểu tình chống xâm lược Ukraine hay là biểu tình chống độc tài Putin gì đây hết á, không có. Tụi nó biểu tình là tại vì tụi nó biết tụi nó sẽ bị bắt đưa đi qua Ukraine để mà làm chút thí. Mọi người thấy cái mục đích nó khác nhau không? Và khi mà nói tới chiến sự Ukraine á, thì hôm nay Điện Kremlin, tức là cái nơi mà coi như là trung tâm chỉ huy của nước Nga, nơi mà coi như là cái chỗ ở của anh Putin á, đưa ra một cái bài mà phát biểu mà coi như là nó xạo, mà coi như nó láo, mà coi như là lựu đạn đó. Cái đó là người phát ngôn của Điện Kremlin, tức là tên Dmitry Peskov, cái thằng mà cái mặt thấy ghét nhất trong cái bộ máy chính quyền Nga, kế bên cái mặt thằng Medvedev đó. Thì cái thằng Dmitry Peskov đó nói là Nga đâu có muốn lật đổ chính quyền Ukraine đâu, Nga đâu có muốn thay thế chính quyền Ukraine đâu. Trước tiên là gì, đó là cái lời xạo chó của mấy con Nga. Mình nói thiệt, đó là lời xạo chó tụi nó, đó là lời xạo chó của Putin. Excuse me, mọi người thông cảm, mình không phải là mình nói không phải là mình coi như là mình muốn dùng mấy cái danh từ mà nó không hay, nhưng mà khi mà nói tới chuyện tới lính Nga hay là nước Nga nói chung, chúng ta phải dùng những cái mỹ từ như vậy nó mới diễn tả đúng được cái nội dung câu chuyện. Mọi người xem, tụi Nga nó bành trướng, nó muốn coi như là nó muốn khống chế 20% lương thực thế giới, nó muốn chiếm nước Ukraine, nó muốn lấy nước Ukraine, nó muốn xóa sổ chính quyền Ukraine, nó muốn biến Ukraine là tay sai, là nô tỳ cho nó. Cái chuyện đó là cả thế giới người ta biết rồi. Tại sao mà tới bây giờ mà Điện Kremlin của tụi Nga nó tuyên bố là nó không có muốn thay đổi chính quyền Ukraine? Chẳng qua là tại vì tụi nó làm gì có năng lực đó. Mọi người xem, với cái kiểu đánh đấm như bây giờ, thế đánh như bây giờ là quân đội Nga, nó không có cửa mà nó có thể đánh bại quân đội Ukraine được.
Dĩ nhiên là gì, các fan của Nga, các truyền thông sang Nga sẽ nói là trời, Nga đánh thua mà Nga chiếm được 4 tỉnh của Ukraine, hay quá Nga ơi, hay quá. Chiếm được chưa? Hay là chiếm trên giấy? Mọi người thấy không? Trước tiên là gì, các fan của Nga, các truyền thông sang Nga họ không có phân biệt lực là gì. Nga nó có tuyên bố nó chiếm cả nguyên nước Ukraine hay là cả thế giới nữa cũng được đó. Nó muốn tuyên bố về cây cha đó. Cái vấn đề là gì? Nó có thật sự chiếm được chưa? Cuộc chiến đã kết thúc chưa? Nga nó có thể làm ăn được gì với 4 tỉnh đó chưa? Nó có thể rút quân mà nó vẫn có thể giữ được 4 tỉnh đó hay không? Tất cả đều không hết. Nó rút quân là nó bị thua lại liền. Và cuộc chiến này á, thì càng ngày Ukraine người ta chiếm được mớ mỗi ngày vậy đó. Giống như con cá mà mọi người nghĩa cục mồi vậy đó. Thì thấy từ từ cục mồi nó cũng phải hết thôi đúng không? Dĩ nhiên nó phải mất thời gian và nó phải hơi lâu rồi đó. Nhưng mà cái gì? Đó là chuyện thời gian thôi. Còn cái kiểu tụi Nga là gì? Nó tấn công khủng bố, mọi người nghĩ xem nó tấn công được bao lâu, trong khi cái thế bây giờ tụi Nga nó bị bao dây cấm vận ai cũng biết rồi. Nga nó đã bị bắt đầu nó thấm đòn cấm vận, cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Ngành công nghiệp quốc phòng như mọi người đã biết rồi, đã muốn chế tạo tên lửa hay là những cái hệ thống điều khiển từ xa như là máy bay, tên lửa dẫn đường, tên lửa hành trình, rồi bom thông minh rồi đó, cái đó là loại vũ khí công nghệ cao, muốn chế tạo đâu có đơn giản, cho dù tụi Nga nó biết đường nó chế tạo luôn đó. Bộ phận linh kiện đâu nó chế tạo, nó phải nhập khẩu, không ít thì nhiều nó phải nhập khẩu, trong khi nó bị cấm vận làm sao nó nhập khẩu đây, cho nó nhập khẩu qua nước thứ ba luôn đó. Mọi người có thấy cái nước nào mà có nhiều bị bao dây cấm vận mà nó có thể phát triển, nó có thể sản xuất được đàng hoàng hay không? Không có. Ok, trên đời này, trên thế giới, trước tiên là gì, không hề có một nước nào giàu trên thế giới mà bị ba cấm vận hết á, tại vì căn bản là cấm vận là nó sẽ đói banh xác nó. Không, thành ra là gì, cái kiểu mà tụi Nga mọi cũng thấy là cái chiêu của tụi nó chơi nó vừa khủng bố nhưng mà nó vừa kiệt quệ. Tại sao nó khủng bố? Là tại vì nó chỉ có thể tấn công vào dân thường, những cơ sở hạ tầng, không, trước tiên là gì, nó làm cho người dân Ukraine ghét nó, thứ hai là gì, làm cho Ukraine nhận được thêm nhiều viện trợ. Và cái kiệt quệ tụi Nga là gì, nó đang thể hiện là nó hoàn toàn không có năng lực để mà nó không còn cách nào với Ukraine đó. Mọi người xem, đánh như kiểu mà quân đội với nhau á, quân đội Nga không có thể đánh bại được quân đội Ukraine trên chiến trường, nó cũng không có thể uy hiếp được cái vùng miền nào của Ukraine khác được nữa hết. Còn tấn công khủng bố như vậy á, nó đâu có duy trì được hoài. Mọi người xem, lâu lâu á nó mới tấn công được đợt, lâu lâu á nó mới tấn công được đợt. Ok, cho nó làm thêm nhiều lần nữa. Mọi người nghĩ xem cái kho vũ khí của Nga bao lớn, cũng cỡ ngang ngửa với cái kho vũ khí của Mỹ thôi, đúng không? Mà nào là báo chí truyền thông thân Nga, rồi nói chung là tụi nó đã nói nào là coi như Mỹ cạn kho vũ khí, coi như là sắp hết giờ đồ chơi, sắp hết tên lửa, sắp hết quả tiễn rồi. Vậy chắc Nga nó còn hoài á, vậy chắc Nga nó còn hoài, Nga nó không bị hết. Mọi người nghe cái kiểu nói chuyện nó rất là vô lý đúng không? Ok, ta bỏ qua chuyện đó luôn đi. Cái chuyện còn lại nữa, ý á, kể như là hôm nay chính phủ Mỹ vừa cho Ukraine thêm một gói viện trợ 400 triệu đô đó. 400 triệu đô chứ, tiền là rất là nhiều luôn mọi người. Tại vì trên thế giới này có rất là nhiều nước ngân sách quốc phòng luôn, một năm á chỉ có 2-3 tỷ đô thôi, thậm chí là con tỷ mấy 2 tỷ đô nữa, mà 400 triệu đô mà đây đã phải là lần đầu hay lần duy nhất, mà đây là lần thứ mấy chục rồi, hầu như là cứ 1-2 tuần là Mỹ cho Ukraine vài trăm triệu. Thì nó bao gồm là gì, tên lửa cơ động cao HIMARS, đạn pháo, hệ thống phòng không NASAM, và sau đó nó là gì, rồi thêm là dụng cụ quần áo cho binh lính để mà sử dụng trong mùa đông, và cộng với mấy trăm cái máy phát điện nữa. Và dĩ nhiên sắp tới đây nữa là gì, chính phủ Mỹ đang coi như là với anh Biden, cũng như là sự ủng hộ của hai bên đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, coi như là chúng ta có thể chắc chắn là gì, sắp tới đây chính phủ Mỹ sẽ thông qua gói cứu trợ 37 tỷ đô khác cho Ukraine đó. Tức là nâng tổng số lên số tiền mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đó. Nếu mà hiện giờ chính phủ Mỹ tính tới thời điểm này đã cho Ukraine 50 mấy tỷ đô rồi đúng không? Tức là thêm 30 mấy tỷ đô nữa, nâng tổng số lên là 90 mấy tỷ đô. Cái idea ở đây là gì? Cái idea ở đây á, rồi chưa kể nữa là anh bữa nay là coi như là cũng viện trợ cho Ukraine đó. Gì nè, mấy chiếc trực thăng vận tải để mà chở quân, chở hàng hóa rồi này kia, dĩ nhiên là thêm vũ khí nữa. Và hôm nay thì Liên minh châu Âu vừa thông qua một cái gói viện trợ
hai tỷ rưỡi cho Ukraine đó, mọi người thấy không? Cái idea ở đây là gì? Và chưa kể nữa là hôm nay nghị quyết của Liên minh châu Âu là coi như là chính thức thông qua, coi xem nước Nga hiện giờ là nước khủng bố, mọi người thấy không? Cái idea ở đây là gì? Tụi Nga nó càng hành động khủng bố, trước tiên là gì? Nó sẽ bị xem như là một nước khủng bố, cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là gì? Nó sẽ làm cho người cả thế giới ghét nó như là một một nước khủng bố. Nước Nga nó đúng là khủng bố thiệt, mọi người xem, mọi người cô chú anh chị xem, có cái nước nào trên thế giới mà lãnh đạo mà nói chuyện giống như mấy người gốc Nga hay không? Là nói chuyện giống như mấy người Putin, Medvedev, Lavrov hay là Dmitry Peskov không? Không có. Mấy thằng đó là mấy cái thằng gọi là khủng bố mà coi như trong gừng gú mà nó được thân tín với anh Putin, anh bổ nhiệm đó. Nó chỉ nó phát ngôn đó còn hơn cái khủng bố. Bữa nay đe dọa này, ngày mai đe dọa kia, mốt đe dọa nọ, bữa kia hăm he kia. Mọi người thấy lãnh đạo thế giới nào mà nói chuyện giống như là Medvedev không? Hay là coi như là Dmitry Peskov không? Hay Putin không? Không có. Rồi mọi người có thấy cái nước nào mà coi như là nó tấn công cơ sở dân thường mà nó còn dám nói là nó làm như vậy là để ép Ukraine vào bàn đàm phán? Trước tiên là gì? Rõ ràng nó không thể ép Ukraine nằm vào bàn đàm phán được, đúng không? Cái thứ hai nó là gì? Nó càng làm cho thế giới viện trợ nhiều thêm Ukraine nữa. Cái idea là gì? Tụi Nga nó tỏ ra nó nguy hiểm, mà mọi người cũng biết rồi đó, tụi Nga đó, mấy đầu bò Nga mới đúng chứ. Nó tỏ ra nó nguy hiểm tức là gì? Thế giới người ta sẽ muốn đối phó nó triệt để. Đối phó đây triệt để là như mọi người đã biết rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một. Cơ hội ngàn năm có một, sẽ không bao giờ có được cơ hội tốt như vậy nữa để mà đánh bại mấy con Nga. Dĩ nhiên đánh bại mấy con Nga là dễ rồi đó, nhưng mà cái mấu chốt ở đây là gì? Mọi người xem, hiện giờ Ukraine đang đánh với Nga, tức là chỉ cần viện trợ tiền và vũ khí cho Ukraine đó, thì Ukraine sẽ làm thịt mấy con Nga. Không cần phải tốn binh lính Mỹ, Mỹ không cần phải tốn quân, châu Âu không cần phải tốn quân, không cần phải có một lính NATO nào phải hy sinh hết, mà vẫn đánh bại được mấy con Nga. Cái 1.000 năm có một là nằm chỗ đó đó. Nếu như mà những trường hợp khác muốn đánh bại mấy con Nga thì dĩ nhiên là gì? Phải tốn lính Mỹ, phải có lính Mỹ hy sinh, phải có lính NATO hy sinh, phải có lính châu Âu hy sinh, đúng không? Vậy thì nó không còn gì để nói nữa. Còn đây, trong trường hợp này có thể đánh bại mấy con Nga mà không cần lính Mỹ phải hy sinh hay lính NATO phải hy sinh. Dĩ nhiên là lính Ukraine họ phải hy sinh rồi đó, tại vì cái nước của họ đang bị xâm lược thì dĩ nhiên họ phải đánh rồi đó. Cái đó không còn gì để nói. Nhưng mà cái idea là gì? Có thể mượn cái thế đó để mà coi như đập mấy con Nga này, coi như là dập tắt tụi nó luôn đó. Mọi người thấy cái bài này của Nga, bởi vì là coi như dĩ nhiên các truyền thông Nga sẽ nói vậy là trời ơi, nó Mỹ với châu đó nghe mâu thuẫn gì viện trợ Ukraine, hay là xích mích viện trợ Ukraine, hay Mỹ với châu cạn kiệt đồ chơi rồi, không thể nào viện trợ Ukraine mãi được. Mọi người nghĩ xem, trước tiên là gì? Những cái truyền thông thân Nga, những fan thân Nga hay những đồng minh thân Nga, mọi người cũng biết rồi đó, tụi nó là phe của Nga. Nói động tới Nga nó còn không dám nói nữa, mọi người nghĩ xem nó làm gì mà nó dám nói những điều nào mà trái chướng tai gây mắt với tụi Nga. Không lẽ nó dám nói với anh Putin là: anh Putin ơi, cái quân đội của anh là cái quân đội tào lao, cái quân đội khủng bố, cái quân đội mà coi như là một đám ô hợp phát xít khủng bố, không? Hay là cái thằng đệ Medvedev của anh là thằng mắc dạy, cái thằng vô học, không? Cái thằng mà coi như là nịnh hót, okay. Không? Cái thằng mà coi như nó phát ngôn còn hơn cả khủng bố nữa. Mọi người xem, truyền thông thân Nga, fan của Nga làm sao mà dám phát ngôn kiểu đó được, đúng không? Đó là chuyện không thể nào. Đó, thì thành ra dĩ nhiên là gì? Những gì tụi nó nói là nó phải nâng tụi Nga lên. Nhưng mà cái thực tế là gì? Mỹ với châu có viện trợ cho Ukraine không? Có. Mỹ với châu có giảm viện trợ cho Ukraine không? Không. Chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Và cái thế của Mỹ với châu viện trợ cho Ukraine là gì? Là để coi như là chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Nào, tại vì sao tụi Nga nó tấn công vào coi như mạng lưới điện phải không? Viện trợ cho máy phát điện, viện trợ cho tên lửa, viện trợ vũ khí, phải không? Mọi người xem, hiện giờ Nga nó bị bao dây cấm vận, dân Nga bị tổng động viên, kinh tế Nga thì coi như banh sát, phải không? Doanh nghiệp nước ngoài rút đi hết. Mọi người xem, tụi Nga nó không bị ảnh hưởng. Nó có nhiều người ở Moscow đường này kia họ nói trời ơi, ở đây đâu có bị ảnh hưởng đâu, cái mà bạn
nguyên cái nước Nga nó bị ảnh hưởng thì từ từ nó cũng tới Moscow thôi. Hồi thời xưa đã ở Bình Nhưỡng, ở bên Triều Tiên cũng đâu có bị ảnh hưởng, nhưng mà sao từ từ nó cũng sẽ tới thôi. Phát triển nó nghe một đất nước đáng lý ra là gì? Nga nó phải giống như là bên London Đôn hay bên Paris, giống như bên Pháp hay bên Anh vậy đó. Đấy không? Hay thậm chí còn hơn nữa. Tưởng gì Nga đó bây giờ gì? Nó là cùi bắp Đông Âu mệnh phu. Đấy không? Chẳng chưa kể thì nó bị sa lầy vô một cuộc chiến mà nó không rút chân ra được, mà như mọi người đã biết tại Nga nó bị sa lầy là gì, nó phải đánh hoài, mà đánh hoài á thì nó chắc chắn nó phải thiệt hại nhiều, đó là cái quy luật, trong khi không ai viện trợ cho nó hết. Mọi người thấy cái thế đánh ở đây không? Nhưng mà nó nói rồi, ngàn năm có một để mà coi như là đập tụi Nga này, coi như banh xác dập tắt tụi nó luôn. À, thôi video đã dài, xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.